Sáng nay, huyện ủy Đất Đỏ tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho chính đảng viên, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Thay mặt ban thường vụ huyện ủy Đất Đỏ, ông Nguyễn Công Danh, bí thư huyện ủy, đã trao huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi đảng cho chính đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Danh chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến của các đảng viên trong những năm qua, đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị cùng kinh nghiệm trí tuệ để góp phần xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng dưỡng mạnh là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo